về thành phố Hồng Ngự. Xin chào quý cô chú, quý anh chị cùng các bạn trở lại kênh Vùng Biên TV nha. Ngày hôm nay Vùng Biên TV đang đứng tại bến phà Mương Lớn vào đêm dằm tháng giêng cô chú và các bạn. Năm Quý Mão, xin chúc cho toàn thể quý cô chú, quý anh chị cùng các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Lúc này là phà đang lên bến ở cái bờ của Phú Thuận B thuộc huyện Hồng Ngự cô chú và các bạn. Cảnh bên bờ của Phú Thuận B thuộc huyện Hồng Ngự cho chú và các bạn ơi. Mời cô chú và các bạn chúng ta cùng xuống phà nha. Lúc này tầm khoảng 9 giờ đêm ấy. Lúc về đêm thì phà này có nhiều cái chuyến là không có chạy, nằm nghỉ ngơi để ngày mời khách đông mới hoạt động. Mương Lớn thành phố Hồng Ngự kết nối huyện Hồng Ngự sang thành phố Hồng Ngự. Lúc này là phà mình đang đứng là ở bên bờ của Phú Thuận B thuộc xã Phú Thuận B huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp của chúng ta các bạn. Sông bằng đêm bát ngát mênh mông tối om luôn. Đây một chiếc, hai chiếc, bên đây ba chiếc, phà này ba chiếc, phà bên đây phà lớn nè. Bên thì thường thường là có áo phao ha, áo cứu hộ, bình cứu hộ luôn. Thank you.
ta đến bên bờ của phường Hòa Bình A rồi cô chú và các bạn ơi. Lúc này khách từ phường An Bình A chuyển về Phú Thuận B của huyện Hồng Ngự của chúng ta các bạn, xe lúc này đang xuống nha. Như vậy là lúc này là khách từ phường An Bình A chuyển về Cù Lao Long Thuận Phú Thuận. Rồi sau đây kính mời cô chú và các bạn chúng ta lên bờ nha, để chúng ta về thành phố Hồng Ngự. Lúc này xe cũng ít, người cũng ít, do là khoảng này là 10 giờ rồi cô chú và các bạn, là 22 giờ đêm á. Cô chú và các bạn chúng ta nhìn lại toàn cảnh bến phà về đêm nha. Rồi chúng ta về hướng này, chúng ta lên xe về thành phố Hồng Ngự. Khi mình qua phà Mương Lớn từ Cù Lao Long Thuận Phú Thuận rồi đó cô chú và các bạn, thì mình sẽ một hướng là chúng ta về thành phố Cao Lãnh ha, An Long, hoặc là chúng ta có hướng về K12. Còn nếu qua đi hướng này thì cô chú và các bạn có thể là chúng ta về thành phố Hồng Ngự nè. Bến phà Mương Lớn, cô chú và các bạn di chuyển về nội ô của thành phố Hồng Ngự là mất tầm các bạn là, nếu chúng ta đi xe ta thì các bạn là 5 phút. Vậy là mình đã tới thành phố Hồng Ngự rồi đó cô chú và các bạn. Bây giờ tầm kết thúc, kính chúc cho toàn thể cô chú các bạn thật nhiều sức khỏe, năm mới vạn sự như ý nha. Xin
Xin chào và hẹn gặp lại.